Những người mà thần kinh nhựa mà nghiện nhựa mới hiểu được cái video này, và những người mà không hiểu nhựa sẽ không hiểu được cái video này là như thế nào đâu. Let's go. Cầu giáng đông đình à. Mùi này thơm. Đâu tự thử thử một bên One Piece thơm không? Cũng thơm nhưng mà con này 1 triệu mấy, thơm hơn nhiều, con này có mấy trăm à. Đâu thử con Kaido coi. Phê liền. Con này là con Kaido của Ichiban, này là phê nhức mắt. Con này cũng phải gửi Zero thử thử coi. Nó còn phê hơn cả người yêu cũ nữa. Thường mấy cái hàng pha ke này mới khử nó có bị ngộ độc không đó trời. Má nhục mực mực chai nè, nhựa chai nè. Phần 3 là nói chuyện với đồ chơi. Maybe có biết đó, là những ngày mà anh cô đơn nhất á, là mấy homie của anh á, là những người động viên tinh thần của anh. Nè, vú ngực, cội cơ bắp. Ôi trời ơi, phê quá. Mấy em thật là đẹp trai. Thứ tư là những người thần kinh chụp hình. Ý, tính ra cái group mày vừa bữa giờ người ta up hình lên đẹp quá ta. Nó chụp hình quá trời mà bữa giờ mình chưa chụp gì hết trơn. Ý, con pro lên này cũng đẹp nè mà bữa giờ mình chưa chụp. Set up ánh sáng chụp liền ngay trời. Đó, đèn đốm nè, đèn đốm à, đèn đốm bật lên là đẹp trai. Đẹp trai, đẹp trai nha. Up lên nhiều view nha. Up lên nhiều view nha. Yeah, nhiều view nè nha. Mấy chục triệu view nha. Ôi, đẹp 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 nè nè, cơ nè. Pha cái cây ơi, pha cây. Ê, thôi, không gì á, không có làm gì á. Cây, mày đang làm trò mèo gì vậy? Tao cho mày ăn hầu, xong rồi mày đi làm cái trò quẹt. Trời ơi, mày ổng thương rồi đâu mà trời. Mày là, mày. Tôi hiền quá mà, bởi vậy nó lì lắm. Tôi nói kêu nó đi học bài, nó nói dạ. Xong rồi nó ngồi coi mấy cái, nó chụp hình mấy up gì trên Facebook tào lao, tào lao TikTok rồi nhảy tấp 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 nữa. Tôi hiền quá mà, nó leo lên đầu tôi nè. Nó 17 tuổi đầu đi chụp mấy con viết gợi thằng điên á, cho nó nuôi ăn học để đi học đại học, học về kinh doanh, kế toán, marketing. Giờ nó đi chụp như thằng điên, mặc quần như thằng điên á. Đẹp trai, đẹp trai. Up hình lên cái group gì ta? Đâu rồi, từ từ. Up hình lên Figure Dragon Ball One Piece Naruto VN group. Hello các bạn, thì các bạn có thể vô cái trong Facebook của mình á, thì anh Dũng Đoàn, thì các bạn có thể kết bạn và follow Facebook của mình, thì mình sẽ để cái link Facebook của mình dưới phần mô tả nha, thì các bạn cứ ứng vô. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái group Dragon Ball Figure Naruto One Piece. Ở trong này các bạn muốn up hình gì các bạn up luôn, nhưng mà phải up những cái hình liên quan gì tới anime trong cái group này nha. One Piece Feel này nọ, Figure, thì các bạn có mỗi lần các bạn đăng nhập vô thì nó sẽ có lực ở trọng. Thì trong này các bạn có thể hỏi anh em trong này là Figure nó như thế nào, thế nào, thế nào, thế nấy. Thì anh em trong này sẽ giúp cái đội các bạn, thì các bạn có thể một cái chỗ có giao lưu về anh em Figure trong đây. Up hình lên gọi là không mấy trăm view nữa, mấy ngàn view nữa thì thôi uổng. Đẹp trai phết. Năm là những người mới vừa mua Figure về. Ôi trời ơi. Trời ơi em này má pre-order 6-7 tháng trời. Trời ơi, đồ 7-8 tháng trời. Nó lâu cực kỳ luôn. Giờ hôm nay được inbox mấy em này. Trời ơi, inbox chịu sao nổi. Hey, hết nó nổi luôn. Một cái điều thật sự á là tôi cũng không hiểu tại sao cái ông này không tối ngày ông tán tích Figure, tán tích xe, tán đủ thứ luôn, tán tích gấu bông luôn. Nhưng mà tôi không giờ thấy ông này tán tích gái hết trơn á. Bởi vậy ông mới chơi Figure. Có gái đâu mà tán.
Trời ơi, Ichiban, One Piece, Bandai, Bandai Macron, Tonimation, trời ơi. Trời ơi, không nỡ inbox luôn á trời. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, có mô hình kiểu này. Ôi trời ơi, mất 500 nè. Ôi trời. Mất thêm 200 nữa. Trời ơi. Wow ơi. Ủa sao còn bọc không vậy ta? À, inbox con này rồi nên là những người thần kinh nhựa là phải giữ những tất cả những cái bọc, những cái gì tất cả có con phít gỡ chổng. Hửi nó phê lắm luôn. Phê cái chữ E kéo dài. Sao? Những người thần kinh sạch sẽ cho phít gỡ. Ủa sao hôm nay nhìn con phít gỡ nhìn sao nó bụi bụi, nhìn nó dơ dơ quá ta. Chắc phải đi tắm cho em nó thôi nha. Dơ quá. Trời ơi con trai ơi, hôm nay con trai trời sạch sẽ quá trời ơi. Trời ơi nhìn, nhìn bán liền trời, rửa sạch sẽ hết bụi bặm, đẹp trai liền. Đẹp trai, để ba sức dầu thơm cho con nha. Đó, để ba sức dầu thơm cho. Đó, để ba sức dầu thơm cho. Thấy nó phải gọi là nhất cái nách. Những người mà không chơi figure sao hiểu được thần kinh nhựa. Những người thần kinh nhựa top 7 đi vô cái chỗ cửa hàng figure và ngắm nhìn thật đã mắt. Chỗ con này đẹp quá mà nó mắc quá ta. Con ngân vua hai tặc đi cu nè, chỗ siêu xe nè, ui dầu thơm nè, Broly nè, Broly dạng gì nè, ui Deadpool kìa, đẹp quá vậy. Ôi trời ơi, kiểu này là mình phải để dành tiền mấy tháng xong mình phải mua con này. Quá đẹp, chi tiết con này mà thấy nó hot lắm á. Mình mua là mình bán giờ là bán lời chắc. Ui con này cũng đẹp nữa nhưng mà mình thấy nhiều người nói con này có lỗi nên là thôi mình không mua đâu. Thôi con này cũng đẹp nhưng mà kiểu nó khá là nhỏ mà không có nhiều chi tiết lắm, thôi không mua con này đâu, rẻ quá. Ôi cái con Vegeta này là hot lắm nè, 2 triệu mấy một con luôn. Nó tăng giá rất là ghê nhưng mà mình nghĩ con này lỗi thời rồi. Và bữa chắc ra cũng mới đẹp hơn. Ý Broly nè, nhưng mà mình thích Broly bản si hơn. Cũng đẹp nhưng mà thôi không mua đâu. Ồ cái này cũng đẹp luôn. Ừ cái này cũng đẹp luôn. Cái này cũng đẹp luôn. Cái hàng này. Má nó vô coi figure ngày nào nó cũng vô đây coi, ngày nào cũng vô đây ngắm, chắc nó khỏi mua cho gọi luôn đi. Má nó cứ khen con này đẹp, khen kia đẹp mà lại hỏi tư vấn anh muốn mua con nào, hỏi cho nó đúng là cũng kiểu thôi không, em tự coi rồi em biết mà. Nó nào đi vô đi ra nó cũng má nó chém chết mẹ luôn. Hình như cái này top 7, top 8 gì đó mình cũng chả nhớ nữa. Thì nói chung là đây là top 8 của những người đam mê hít nhựa và thái quá figure. Trời ơi mái tóc đẹp phải. Sao người ta có thể làm đẹp như thế này được? Trời ơi, Tenchiro Yamato Kunasai Oni-chan. Sáng bóng như mớ luôn. Nhất cái nách nè. Ok, nếu các bạn thấy hay, các bạn thấy nó vui nhộn thì các bạn cứ like và comment xuống mưa cho mình. Không cần comment gì nhiều, chỉ cần comment là video này cũng khá là hài hước, cũng khá là hay, cũng khá là vui. Thì anh cố tiếp tục cố gắng thì như vậy là mình đủ vui rồi, không cần comment quá nhiều. Thì các bạn cứ comment xuống dưới là cần làm gì, muốn làm gì thì cho mình một cái ý tưởng gì đó thì mình sẽ làm, cố gắng hết sức có thể. Thì nếu như mình đã nói cái video này á, là video này nó khá là nhảm. Thực sự là nói khá là nhảm, tại vì mình cũng coi là khá là nhảm. Thì á là cái video này nói về những người mà bị đam mê nhựa. Thì cái video này giống như là những người bị đam mê dài nè, đam mê dầu thơm kiểu như vậy. Thì mình muốn làm một cái video về đam mê nhựa, tại vì mình chưa thấy cái A làm gì đam mê nhựa người ta. Mình thấy người ta hít dài, hít này nọ, kiểu bị thần kinh nhựa của Fabo Nguyễn. Thì cái video này á mình cũng bắt chước về anh Fabo Nguyễn một xíu. Chứ không thôi các bạn cứ comment xuống dưới là ôi ngày bắt chước mà không để link hay gì cả. Thì thật sự là mình comment, mình là một khá là fan nhỏ của anh Fabo Nguyễn thôi. Thì ảnh làm thần kinh dài thì mình cũng thấy khá là hay, thì mình sẽ copy một xíu. Nhưng mà mình không làm copy hẳn, tại vì cái level của mình với ảnh là gọi là xa, nên là mình không thể nào copy
gọi là đẹp hoặc là hay hoặc là vui nhộn như là ảnh được, thì mình đã cố làm cố gắng hết sức có thể cho anh em dân figure có thấy nó vui và hài lòng nhất. Thì nếu như mình sai sót gì các bạn cứ comment xuống dưới và mình sẽ sửa sai nó hết sức có thể. Và mình cảm ơn các bạn đã coi video này và hẹn các bạn lần sau. Và mình muốn spoil thêm một xíu á là mình sẽ làm về figure Mekko hoặc là Kaido hoặc là giày Van. Đó thì các bạn cứ mong cứ chờ đợi video mình nhé. Thì mình nghĩ mình sẽ ra video thường xuyên hơn một xíu hơn là hồi xưa. Và cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lần sau. Bye bye.